xin chào tất cả mọi người. Vậy là đúng người. Có rồi nè. Biến đầu tiên trong ngày hôm nay, xe bị phải đổi xe. Bây giờ mấy em nhỏ kêu mấy đứa nhỏ xuống dưới rồi mình bưng. Rất mệt à, đi rất sớm luôn ạ. 6 giờ kém 15 nha mọi người. Tới đây từ 4 giờ rưỡi sáng cũng chưa được đi. Bữa đi bị xô rồi. Phỏng vấn bây giờ đi phỏng vấn. Mày bức cẩn thận nha, tại mấy cái này là phải cắt đó, chứ không có bức được đâu. Nó hư cái cây. Chỉ có tới đây thôi. Rồi bóc vỏ luôn rồi nè. Đây nè, cái trái này cho nè. Đâu? Chỉ gì vậy? Nè. Má nó cùng màu không có nhận biết. Nè. Coi chừng nó bị bóc vỏ. Trời bự nè. Rồi ok là luôn. Thì lịch trình thì chúng ta đã đi đây tới Long Thành rồi. Giờ chúng ta sẽ đi ăn phở. Nay Long Thành nó lạ xíu, thì kể cái background đi. Bây giờ là tới giờ ăn phở rồi thì đi ăn phở. Và hôm nay tụi mình ăn ở Tràm Dừng Chân sẽ là phở gà nha mọi người. Là hiện tại tụi mình đang đi. Ủa không ăn phở hả? Ôi con phải ăn phở rồi, lộn. Ôi đi gì dữ vậy? Phở khu du lịch. Phở khu Tràm Dừng Chân Phở Hòa. Tràm Dừng Chân Master. Bây giờ chúng ta nói như thế này nè. Bây giờ cũng đã chết. Dạ. Ta kêu bây giờ mình không chơi tay để nói chuyện không. Khi mình đi bơi mình sẽ bước vào một cái hội thao
Và chúng ta sẽ đấu với nhau để giành một cái phần thưởng rất là lớn vào tối hôm nay trong buổi bạc ti. Rồi, phần thưởng đó xài cho nguyên một cái đời, nếu nào các bạn chết. À, vậy. Xài, tới chết luôn. Xài cho các bạn tới chết 10 thùng bia. Rồi, ở đây các bạn nghe được rồi đó, thì các bạn tập hợp 4 màu bông bóng. Đợi em nữ nhiều, danh xin màu hồng. Thấy không anh em? Má ơi, màu hồng, màu hồng nam tính. Coi đủ thôi, không cần tao. Mặn nào. Cười cái coi. Cười cái coi. 4 đội. Bốn đội. Đội đầu tiên bóng màu hồng tím. Đội màu tím. Đội màu đỏ. Hồng baby. Và ở hết rồi đó, 4 đội. Rồi vậy, giờ tụi mình sẽ edit cho nó cực chứng mọi người. Ôi trời ơi. Phá ra bà. Xin xìa. Ở ngoài đó là được chỗ đi bộ qua, đúng rồi. Ở ngoài đó là lồ bơi đó hả? Cái lồ bơi á hả? Không, từ từ, lỡ nó to hơn rồi sao? Lỡ trong còn có một cái to hơn rồi sao? Ủa? Trời rồi. Mọi người, đây là cái hồ bơi nước bay lớn. Ủa thế cái sao? Mình làm gì lắm nó hay nè. Trời, cái này mà vô quay clip là đánh răng với bộ vui lắm á. Nhìn đã quá các chị ơi. Cha không biết tới cái diện là cái hồ bơi nó không được nữa lắm. Đến nhỏ. Có hồi 4 giờ tới 5 giờ cha kêu bơi hồ bơi. Cái hồ này 10 người á. Rồi 10 thằng xuống là bít cái hồ bơi rồi. Đấy, thanh. Rất là private. Đẹp quá à, chị ưng chỗ này kia. Rất là vừa lòng. Mở ra là cũng là nhục á. Đừng đụng tới cái mày của ta. Rồi vậy thì tự xử cái lấy cái đó làm gì không biết nữa. Vậy cái gì tự xử. Trời, cái phòng này dễ thương quá à. Kính thưa mọi người, đây là một cái giường rất là giường tân hôn. Trời, em nhìn cái phòng này cái em muốn đi có chồng liền luôn anh Khoa. Lẹ đi rồi ra khỏi cái phòng này trả giường cho tụi tôi nè. Em chụp đi, em chụp gửi vô sở đi. Mình đi cầu thang mà mình không dòm cầu thang thì mình không sao, chứ mình dòm là mình sẽ bị té. Không hiểu. Ờ, cái gì vậy? Mấy cái ghê quá, mấy cái người này. Ê! Lấy hồi tối có một đợt nữa. Tiếng hồi, tiếng
má hồng rồi. Nắng đó hả? Mình đâu xích em cũng nắng đâu. And it sounds like ví dụ uống bia xong rồi mình xuống bơi có bị gì không? Có. Cái tim em sẽ rối lại. Ngồi dọc chân cái nước rồi cũng được mà. Ê mai 5 giờ sáng em muốn bơi không? Rồi. Sỉ là lưng lưng hả? Sao mà lưng chứ? Lưng thì đứng lên múa luôn đi, múa lưng. Lưng thì đứng lên bàn nhảy. Lưng thì đứng lên tụm rồi. Không muốn thêm nữa. Vô. Mấy cái người này quấy phá tôi quá đây. Rồi được rồi, đi ra đóng cửa lại. Rồi vậy đóng cửa lại lên. Cái họng đã bị áp đi ngủ mà. Nó dậy đồng kinh. Ê mày đọc kinh mà mày làm mày cái con thở này. Let's leave it to me to step by step. Sorry that I'm quick at foot, I walk your step. I'm wondering now. Ra tay nó kêu hết. Ờ, cho lượm về hết. Đêm hôm qua
No. Tối ba mở gì? Không, cha thì trong chắc lên, nhưng mà ý nói chuyện không nướng hết là phải bỏ đây chứ nó hút ra ngoài kia luôn. Ê, em bị sưng cái này luôn rồi. Nãy đọc cái cửa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thằng Duy xuống bộ rồi. Thì dùng thằng Duy xuống. Dùng rồi hả? Dùng rồi hả? Ừ. Thằng Duy hút nhẹ. Cảm ơn nhé. And we're feeling the heat. The ladies sitting poolside and they dipping their feet. Fellas having a good time. We're all living the dream. Not a care in the world today, babe. Anh nhớ cái từng chỗ đó sao? Nước đâu? Mày có nước chưa? Mẹ cái gì? Không đưa tay gì nước nào? Cứ còn yêu nhau. Mày hăng vô là ấu rồi. Cái lý? Chứ sao mà chế vô miệng vậy được? Tuần nha mọi người. Đây là mình đây. Em có ngồi chung với ai chưa? Em ngồi chung chị. Ok. Kêu BD 2 ngày tiếp rồi. Được. Nhưng mà hôm nay không có ngủ chung nha. Ờ. Đây là món thế tự nhiên ngon nhất từ trước giờ. Không bị để ra nha mọi người nha. Không có suất này kia gì hết. Nó chỉ có chà bông với BD với lại thịt này kia thôi. Rất ho. Phạt chứ. Trời bạn này đẹp trai quá vậy. À. Yeah. Anh Nam đâu rồi? Anh Nam lên là phải cúng sao rồi nha. Oh, holy wing ta li ya chai ka. Ôi mặn quá, mặn quá. Ai quá. Vui là vui nha. Vui là vui chung mình. Anh có muốn anh cùng kết thúc trò chơi này không? Thôi nè, trả nè. Còn cừu ghê là xong rồi đó, còn cừu gì nữa. Hát là xong rồi. Ngọc Bảo Uyên. Ê, đầu ai đi qua đứng với tôi. Nguyễn Ngọc Bảo Hân. Lý Thiên Ngọc. Rồi qua đây đứng nè, qua đây đứng với chị. Ok. Rồi đây là phòng của chúng ta nhé. Mình bỏ dép ra ngoài.
Bây giờ phòng mình có nhiêu người tất cả đây? 2, 4, 6, 10, 11 người. Ủa? Mà chỉ có 4 giường thôi. Chị nghĩ nha, bây giờ mình ghép một giường lại với nhau đi. Rồi né ra nè, chị đẩy. Em cứ nằm nó thử ra đi, coi coi nó có mùi không. Chị có thể nằm ở đây được, em làm đây ha. Ok. Rồi mấy bà còn lại phòng bên này nha. Giường bên này, ok vậy nha. Chị làm gì chị Ngọc? 11 người thôi, nhưng mà tụi em cũng ok rồi. Dạ được rồi. Ơi, sao? Nè nghe nè. Là một giường này là sẽ nằm 3 người. Mỗi giường nằm 3 người. Đúng rồi, chị nằm ngoài cùng. Rồi còn bên này, mấy bà bên này đi qua xếp gọn lại đồ. Ok, rồi quên chờ có một cái móc của mấy đứa. Chị ơi, 2 cái, 3 cái, 4 cái. Thôi nói chung là ai muốn kêu, không kêu lắm nha, không kêu lắm. Ý là vớ của ai nhìn, vớ của ai. Chưa rửa cái mình đó. Rồi bây giờ là giờ mấy đứa cũng làm gì cũng được. Mong là chúng ta sẽ sống hòa thuận cho một căn phòng chật ních này nha các bạn. Yeah. Trời, phòng này có tủ lạnh nữa hả? Dạ. Nó có xài được không? Em chịu biết nữa. Cắm điện, cái mẹ điện nè. Đó. Rồi được luôn. Gọi điện cho mẹ chưa? Vô, vô chụp hình. Ủa, mà đẹp lên mẹ nè. Vô chụp hình. Vô. Cầm cái bông có ư được cho đẹp nhiều sắc màu. Cầm vô lên. Đứng lên. Đứng lên. Đi ăn đó chị. Ừ. Rồi. Ủa đi ăn đi chứ lạ. 11 rưỡi mà. Đi ăn thôi, đi ăn thôi. Ngồi với chị hả? Mình lấy mấy bài ở trong đàn á, mà nó có mấy cái khúc nào mà mình rút yêu thương á. Đúng rồi, mình hát nhiều bài. Mình chích nó lại, mình mắc ớt lại. Nếm trái em chim à. Trái em chim bây giờ. Trời anh dở. Ờ mà nó dở bài ngay như thế hay sao? Ờ trái em chim à. Ờ đúng rồi xe. Ờ tụi con đang hợp mà bà. Cái đó là hợp hay dở? Không. Mày ôm bụng giúp mấy đứa chồng hay together. Đây, đây là phải giúp.
người. Bây giờ mỗi người đọc lên cho chị một cái mà mình sẽ cám dỗ nhau đó đi. Nghỉ học chút. Dương Đình Giao. Nói xấu. Nghe. Nghỉ học vô đi để lấy tiền của mẹ. Không, nghỉ học vô đi để chơi game mà chơi game không có tiền lấy tiền. Ý là mấy con quỷ nó móc xích với nhau á. Đó, nói chung là lúc đó mấy đứa tự ứng biến ha. Ôi. Bây giờ này đừng có đi hát lễ nữa. Đừng có đi học giáo lý. Học giáo lý chi? Ở nhà ngủ cho sướng. Đi học nó làm gì? Thôi, ở nhà chơi game sướng hơn. Đi giáo lý có được gì đâu. Chị chỉ cho mày. Mày lấy tiền mẹ đi, mẹ nhiều tiền lắm. Mày nạp game chơi cho sướng á. Không đủ tiền á, lấy thêm. Trời ơi, cuộc đời mà tận hưởng với đi chơi với bạn bè, hiểu không? Mấy đứa bạn em có ích kỷ quá. Nói xấu đó, nghỉ chơi. Đừng có chơi nữa, chia rẽ nè. Bè phái lên, đừng có chơi với nó nữa. Chị nghĩ là vậy nè, ý là nếu mà quỷ thì chúa nó sẽ không thuyết phục, tại vì chúa, ý là chúa đối với chúa thì không có gì là cấp A. Vậy là nếu mà cái người mình yêu đúng rồi, bị người yêu mà cái người yêu đuổi mình là mình sẽ tan nát cả đời. Bây giờ có định bỏ chúa không hay đi tụi này hay là sao? Mấy con quỷ nó chỉ cám dỗ thôi, xong nó chúa tiến tới cho con bé đó. Có bài nào một kiểu chai nước tràn đầy tình yêu thương không thấy cái gì tới thôi. Ừ, chị cũng. Bố cục màu cho đẹp nha trời ơi. Bà xứ bà làm kiến trúc đó, bà nhìn bà tức lắm mà đó, đó rồi đổ vô luôn đi là xu đó. Quay phim một cái làm kỷ niệm. Alo. Không muốn đúng không? Không muốn ngồi đó đi nha. Hôm qua giờ chúng ta đã chơi hai trò chơi, một trò chơi ngoài biển với lại một trò chơi lớn, và chúng ta hoàn thành rất là ok, không cãi lộn với nhau. Không biết kia thấy gì đi. Có ai phát biểu gì không ạ? À? Ai phát biểu gì em đi ạ? Rồi em có cảm giác như thế nào ạ? À? Thấy gì đi đệm nhưng mà chơi. Thấy gì đi đệm nhưng vẫn chơi được. Thế là mọi người rất là nhiệt tình. Ok. Yeah. Vui, rất hợp để chơi chung nha. Rồi rồi, cảm ơn. Bye bye. À quay phim á. Quay chưa quay chưa. Nghe đây 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 đây. Được không? Nhưng mà không có ai đường nha. Ok. Giờ khi nó đã đến, con không biết.
Phước Thành thôi. Phước Thành tao mới gọi hai lần thuê bao. Nó gọi thuê bao rồi thì sao gọi được? Dạ có chị thu á. Dạ hả? Làm cảm ơn cha đi cho cả hai người. Chai nước xuống cho con gái. Cái đồ này có nè, con thu nè, con thu lấy dây của con đúng không? Thôi không được rồi, con thu đổi dây với con rồi. Đổi cho nó cái dài đi, nó muốn đeo giống con. Là cái này nè. Ủa là hồi đó cô Thu có cái dây trắng không? Bạn trưởng mình nó có dây trắng mà. Đồ ánh sáng của chúng tôi là bánh mì. Review đi, review đi. Hơi lạc. Lạc hả? Em thấy sao Phước Anh? Em thấy rất ngon. Bà con Phước La hơn mọi người nữ vàng. Kính mừng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con Phước La hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm Phước La. Maria đầy ơn sáng Maria đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Người yêu này còn có giá nữa. Bà cho tôi xin 50 một chén. Cho 500 tôi ăn cơm gà cá kho. Ủa sao nó biết mình đang để nó lên giường mà không phải là cái khác? Ghê quá vậy. Mình bị theo dõi á. Vẫn che đầu. Cô nè ngỡ dắt con đi. Gian nguy đứa con về. Mẹ mãi chở che. Con phải tranh thủ câu dân đi. Con gì gì ghê. Những con đi gian nguy. Xin lộ, chào mọi người. Tưởng tượng em quay cái gì hả em? Hả em? Gì đâu? Mình sẽ review bây giờ mình quay phim hello. Cảnh đi. Mình quay cảnh trong rừng. Quay cảnh nhảy xuống hả? Bây giờ quay cảnh rồi nu nu là mẫu đi chủ quay clip. Cảnh là tụi mình là một đám bạn đi chơi mà ghét Phước Thanh thảy nó xuống. Đồ ổn không? Đồ ổn không? Mình đi về luôn là hết phim. Ổn không? Ổn nha, được nha. Bây giờ thử nha. Chuẩn bị nè. 3, 2, 1. Tao nghĩ đừng đọc số 1. Đạn Thanh chết luôn. Shot duy nhất. One shot. Đừng giết em. Em còn nhiều kêu mọi người hửi lắm. Má còn sợ. Rồi lên tới đây đi. Lên tới đây nè. Thôi coi cái đám lửa bên bển là gì. Qua đây là chuẩn bị lên cho hôm bữa. Kìa nguyên con nằm lú đầu đó kìa. Ui, thấy con gì á? Đang mồi. Đang mồi. Đâu? Mồi hả? Nằm nghe hóc đá kìa. Sầu rớm mà. Đang mồi. Sầu rớm mà. Anh nào quay số 2 nè. Té xong leo lên rồi bị quay. Bị quay xuống lần nào. Cái cảnh này thấy mới thấy mà. Cảnh này khổ cực nhất. Cái leo lên leo xuống rồi. Cảnh này khổ cực mấy cúp vậy đó mà. Không, tại vì đó là mấy cúp. Đúng rồi, đúng cái số 1 là máu me rồi có rồi. Mấy cái đèn đâu có mọi người luôn. Chứ thế ai thường hành hương ồn như tụi mình luôn á. Xin chào tất cả mọi người. Thì cũng như mọi người đã từng biết là... Từng biết gì ạ? À? Thì đất nước của chúng ta trăm năm lịch sử. Trăm năm lịch sử. Một trăm năm trồng người. 1000 năm trồng chuối. Đâu quay đâu em làm đây. Đúng rồi, nữ bò vui vẻ. Mày cười ghê quá. Tự nhiên nguyên đám con trai cái bắt con gái đi bao đồ cho mình là gì ba? Nữ bao là nó vui vẻ. Đây là bạn trai mà. Vui vẻ. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi mua nước nha. Ok, mua nước. Đây. Mẹ tôi nói ai mà được tôi bao là bà nó sướng luôn. Đây. Vậy nó đi mất công cái nó không cho mày nhận á. Bây giờ biết mà. Tính của ông Nô là cái tính chướng khí. Tao keo lắm mày. Rồi quay là hết trong này rồi nha. Mày quay đi, chị kêu em quay mà. Mày là chùm sò. Cái câu hồi xưa ấy là chùm sò. Tôi đi chơi tôi được bao mẹ này bắt tôi bao. Có nhà đàm đi có đem đường không à? Kệ tắt cũng đường không à? Kệ. Nào cũng đường. Giờ đi nhìn mẫu. Cho tiền một con 50 phải không? Hả? Quay qua. Dạ rồi. Cảm ơn. Vlog này cháy phố quá. Vlog này mỏi tay quá. Kéo ra để có thể mỏi xíu anh mỏi tay quá. Bây giờ tôi quay. Anh mỏi tay quá rồi. Anh nhìn không? Rồi em tắt được chưa?
Chào mừng quá, chào mừng quá. Chưa vô chiếc cửa nào, còn chưa vô sao, còn đó,
chú này xuống sao mày về chú này lên trước rồi chiếc chưa lên vô toilet lét hàng rồi chiếc giờ là cho nó tay lét hàng sao đó tôi bay đi bụi rồi ai trả tao mà chị ơi ghê gì cái để còn nè mấy đứa con bịch nè hai bịch anh một bịch anh chị một bịch khỏe vui vẻ đi về đi tập gym đang ngồi dưới kia vô lên mở về cả xin chỉ chậu là vô mình có lấy tiếng xấu với cả đời không ta anh Nam có chửi không ta anh Nam có chửi không ta lỡ anh Nam mà nói câu gì chứ mình bỏ nghiệp luôn á thôi thôi vậy thì đòi tới 2.000 đem KBD phần 2 hang dâu biển với sang nha trời ơi đây cho chị chụp cái ơi trời chạy là mất luôn